mọi thứ trôi qua, tôi chỉ đơn giản là tu nó vào trong mắt. Phụ huynh kiểu Á Châu nhưng mẹ đâu cần tao xuất sắc, đâu cần tao phải làm gì đó lớn lao hay giàu nước mắt. Mẹ chỉ mong là dòng đời không làm con đơn đau với nhiều nước mắt. Tao cũng chỉ cầu mãi sống lâu đơn phận làm con được trong chân chất. Là trong những đêm vô cùng nhìn thấu trong tim vực sâu và mang nỗi đau chưa lại giấu đi bao trong. Đừng mang bóng đêm quay về đây, đừng thắp lên trong anh niềm tin đó. Lạc vượt với đôi chân chờ, thời gian cứ trôi âu. Từng đêm tôi trong căn phòng mà là ngồi gắn vẫn lâu. Họ đưa tao không cả những thứ tao muốn là cần câu. Nắm được buông được mới đầy câu cho tôi nói lên phần sau. Mình tôi cũng chỉ nhìn hành động cử chỉ của nó là tôi hiểu cái tầm nhau. Xong con cũng người có lúc nhưng đừng đã có mình tại quá lâu. Quan tâm người thân hay gạo muộn khi chưa hiểu được cái giá đâu. Cảm giác chỉ biết nhìn mà không thể làm gì đã có vẻ khá đau. Một ngày mình trở thành người quan sát mọi thứ và còn tiền bán không. Nhắn bọn nó đừng lo vì tao không cạnh tranh ai. Cứ làm tôi vỡ gần tôi bị đường đời phân vai. Thứ lớn nhưng mà tao khó là ba mẹ em tao và anh trai. Và cô ấy đến với tao là để gia đình của tao được nhân thai. Đâu phải chút mà em cũng đâu là thanh mai. Em không giỏi hết tất cả nên nhiều lần anh sai. Chỉ là người quan sát là im giữa đời nhanh miệng nhanh tay. Chúng đi trước khi đoàn đồ lên đầu anh mang hương vị mang gai. Là trong những đêm vô cùng nhìn thấu trong tim vực sâu và mang nỗi đau chưa lạnh giấu đi.